Hello mọi người. Đây tiếp tục là chuyên cơ mặt đất. Hello hello mọi người. Đây tiếp theo là đây. Em khui công bao nhiêu đây chiếc xe đây. Pha mập mày sướng quá ha. Đây. Dạ. Là Sport Plus hay là Super Sport anh? Super Sport MBS. Đây là nội thất của 570 MBS. 4 chỗ. Này. Xe này em bán rồi nhưng mà ai đặt thì em nhập về nhanh lắm, 25 đến 30 ngày thôi. Nãy giờ nắng quá không có ấy, còn hai xe nữa, còn hai siêu phẩm nữa. Đây là một xe, đây xe nhập ở Dubai. Ở Dubai là nhìn nó để ngoài bãi thôi nên nó hơi dơ. Đây. Đây là 460 nha mọi người. Đây. Thơm phức luôn. Đó là chuyên cơ 460. Đó. Từ thùng ra trong hãng ra luôn. Đây em cho mọi người xem thêm một chuyên cơ nữa. Đây em còn vẫn còn đang ở cảng. Hello hello. Đây thêm một chuyên cơ mặt đất. Xe này được ưa chuộng nhất Việt Nam rồi. Đây là 570, em mới vừa khui công luôn. Đây là bên trong của 570, nó như xe bên kia thôi, nó nội thất MBS. Đó, ghế thương gia. Ồ, nó có vậy thôi, 4 chỗ mà ngồi hơi bị sướng luôn. Đây cho mọi người tiếp tục ngó siêu phẩm McLaren nha. Còn hai xe nữa đang làm thủ tục. Nó hơi bị chậm trễ. Đây cho mọi người xem một lần tổng quan nữa nha. Rồi, hello chào mọi người.